cuộc đối đầu giữa quan vũ và mã siêu là một chủ đề thú vị và mang tính biểu tượng bởi cả hai đều là những danh tướng hàng đầu của nhà thục hán trong tam quốc diễn nghĩa việc ai thắng trong trận đấu này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ kỹ năng cá nhân phong cách chiến đấu đến bối cảnh của trận giao đấu hãy cùng phân tích chi tiết thứ nhất về quan vũ tự vân trường thế mạnh quan vũ được mệnh danh là chiến thần với khả năng sử dụng thanh long yển nguyệt đao cực kỳ điêu luyện và sức mạnh vượt trội ông là biểu tượng của lòng trung thành và tinh thần quả cảm các chiến tích tiêu biểu chém nhan lương giết văn xú trong chiến dịch chống lại viên thiệu thể hiện sức mạnh và kỹ năng tuyệt đỉnh qua năm ải chém sáu tướng khi hộ tống lưu bị và hai chị dâu chứng minh sự gan dạ và khả năng đối đầu liên tục mà không suy giảm sức chiến đấu quan vũ có khí chất uy nghiêm thường khiến đối thủ e rẻ trước khi giao đấu. Hạn chế, ông được miêu tả là kiêu ngạo, đôi khi coi thường đối thủ. Điều này có thể là điểm yếu nếu đối mặt với một người mưu trí như Mã Siêu. Phong cách chiến đấu của quan vũ tập trung vào sức mạnh trực tiếp, ít có sự linh hoạt. 2. Về Mã Siêu, tự Mã Mạnh khởi. Thế mạnh, Mã Siêu được ca ngợi là một trong những võ tướng mạnh nhất Tam Quốc, với kỹ năng cưỡi ngựa và chiến đấu bằng thương cực kỳ lợi hại ông còn nổi bật với sức trẻ và lối đánh tấn công quyết liệt. Các chiến tích tiêu biểu. Trong trận đồng quan, Mã Siêu đã khiến Tào Tháo hoảng loạn, suýt bắt được ông, chứng minh sự nguy hiểm và khả năng chiến đấu áp đảo. Giao đấu ngang ngửa với hứa trừ, một trong những mãnh tướng mạnh nhất phe Tào, cho thấy khả năng đấu tay đôi vượt trội. Sự kết hợp giữa kỹ năng cá nhân, sự linh hoạt và tinh thần chiến đấu dũng mãnh giúp Mã Siêu trở thành một đối thủ cực kỳ đáng gờm, hạn chế tính cách nóng này và có phần liều lĩnh có thể khiến ông dễ mắc sai lầm trước những đối thủ điềm tĩnh và có kinh nghiệm hơn như quan vũ so sánh phong cách chiến đấu quan vũ lối đánh mạnh mẽ trực diện và mang tính áp đảo tập trung vào việc kết liễu đối thủ trong thời gian ngắn khí chất uy nghiêm và sự tự tin đôi khi làm đối thủ mất tinh thần trước khi thực sự giao đấu mã siêu lối đánh linh hoạt kết hợp giữa sự bùng nổ và kỹ thuật kỹ năng cưỡi ngựa xuất sắc và thương pháp điêu luyện giúp Mã Siêu chiếm lợi thế trong các trận đấu trên địa hình rộng lớn. Kết quả có thể xảy ra. Trường hợp 1, Quan Vũ thắng. Nếu trận đấu diễn ra trong không gian hẹp hoặc chiến đấu tay đôi ngắn gọn, Quan Vũ có thể chiếm ưu thế nhờ sức mạnh và khả năng đánh áp đảo. Thanh Long Yển Nguyệt Đao là vũ khí mang tính biểu tượng và có sức sát thương lớn, có thể khiến Mã Siêu không kịp phản ứng. Trường hợp 2, Mã Siêu thắng. Nếu trận đấu diễn ra trên địa hình rộng hoặc kéo dài, Mã Siêu có thể tận dụng sự linh hoạt và khả năng cưỡi ngựa để giữ khoảng cách, tấn công từng đợt và làm suy yếu quan vũ. Sự trẻ trung và thể lực của Mã Siêu cũng là một lợi thế trong trận chiến kéo dài. Phân tích từ lịch sử thực tế Quan Vũ được đánh giá là một mãnh tướng thiên về sức mạnh và khả năng phòng thủ trong đội hình chiến lược. Các chiến tích của ông chủ yếu là thắng nhanh gọn, thể hiện sự đáng sợ của một người bất khả chiến bại trong lòng quân thục mã siêu được xem là một tướng lĩnh xuất sắc nhưng sự nghiệp của ông bị hạn chế sau khi đầu hàng lưu bị ông nổi bật ở giai đoạn đầu nhưng không có nhiều chiến tích ấn tượng sau này trong thực tế rất khó để nói ai mạnh hơn vì cả hai đều nổi bật theo cách riêng kết luận quan vũ có thể thắng nếu trận đấu dựa trên sức mạnh và kết thúc nhanh chóng đặc biệt trong không gian hẹp hoặc trên địa hình đơn giản mã siêu có thể chiếm ưu thế trong một trận đấu kéo dài hoặc diễn ra trên địa hình phức tạp nhờ sự linh hoạt và sức trẻ bạn nghiêng về ai trong trận chiến này trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi